Hoan nghênh các bác đã quay trở lại với kênh của Đồ Nhật Thanh Huyền. Tối hôm nay thì Đồ Nhật Thanh Huyền sẽ giới thiệu tới các bác hai cái con bếp từ đơn. Một em bên tay trái màn hình chúng ta đó là hãng National mã KZ-21AT. Còn bên tay phải chúng ta đó chính là hãng Lebens. Đó. Ok, và bây giờ thì shop sẽ đi vào từng em một nhé, chi tiết nội dung như thế nào. Về ngoại hình. Ôi, nói thật là các bác nhé. Bếp từ hay bất kỳ cái đồ Nhật nào càng nặng nó là càng xịn luôn. Và với cái em bếp từ National này thì nó cực kỳ là nặng luôn. Sáng trắng luôn nha các bác, sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cái bóng ạ. Đấy. Bóng như thế này không có nứt hay là vỡ gì luôn nha. Màu trắng rất là sáng. Và cái điều đặc biệt của cái bếp từ này nó chính là phím cơ, điều khiển cơ các bác ạ. Tắt, nhẹ, trung và mạnh. Đó, cứ thế là chúng ta điều khiển đi thôi. Rất là dễ dàng thao tác luôn mà. Nói thật là dùng là cực kỳ là bền luôn. Chứ không có bao giờ là sợ là nhanh hỏng như là một số cái bếp của Tàu hay là của Việt Nam mình sản xuất là được 2-3 mùa là hỏng. Đây ạ. Quay cho bác nhìn tem ở đằng sau. KZ-21AT. Công suất là 1200W nha các bác. Công suất 1200W và phải cắm qua đổi nguồn tối thiểu là 1500V A. Ok. Đây là một cái em bếp National cực kỳ là hiếm có. Bởi vì bếp phím cơ thì không phải là dễ tìm đâu các bạn. Và bên tay phải là một cái em bếp này là bếp Nabes. Ok, quay rõ cho các bác. Nó nhỏ gọn hơn rất nhiều nhưng nó cũng rất là nặng nha các bác. Nhỏ nhưng mà vẫn rất là nặng. Nhỏ nhưng có võ các bác ạ. Dây thì là dây liền chứ không phải là dây rời, dây hít 5 châm nữa. Vâng, và chúng ta nhìn. Công suất là 800W nha các bác, công suất 800W này. Phải cắm qua đổi nguồn tối thiểu là 1000V A. Đó. Bác nào mà ví dụ như ở một mình, có con đi học sinh viên ở một mình chẳng hạn, hay là chúng ta hay phải đi khảo sát, phải đi thực địa vào những cái nơi vùng núi mà không có điện chẳng hạn, mà chúng ta dùng bình ắc quy ấy để nấu nướng, thì nên dùng cái con bếp này. Công suất nó không quá cao nhé. Rất là thích hợp với nhà nào một người ở hoặc là hay phải đi nơi xa. Dây thì cực kỳ là dài nha các bác. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ cắm thử vào điện và thao tác luôn cho các bác nhìn. Ok. Còn dây của cái em bếp National này cũng rất là dài luôn các bác ạ. Nó phải 2 mét đấy. Trông thế này thôi nhưng phải dài 2 mét luôn. Đó. Và chúng ta sẽ cắm thử nha. Hít ổ đây. Rồi, và sẽ bắt đầu. Các bác nhìn thấy không ạ? Con na nó lên đèn luôn nhá. Đèn này báo hiệu là có nguồn điện này. Rồi, cho xong lên. Điều chỉnh luôn. Và bên phải đây là cái đèn nấu. Đèn nấu nhá các bác. Đấy. Có quạt gió nó đang kêu rồi nhá các bác. Rồi, cái bếp Leben này nào, chúng ta để lên nào. On off ở đây. Có đèn đây nhá. Shop sẽ quay gần cho các bác nhìn. Tăng giảm thoải mái luôn. Đấy, đây nút nấu này. Có đây nút ủ. Tất cả đều là bếp từ. Và dùng nồi là phải nồi inox, nồi từ chuyên cho bếp từ nha các bác. Còn đây là shop đang tiện lấy này, lấy ruột nồi cơm. Nấu thoải mái luôn. Mạnh này. Giảm, tắt, đấy. Về cuối cùng là tắt. Đấy, bật lên là có nguồn điện. Tăng lên. Và chúng ta đợi một xíu nữa là sẽ nó sôi lên nha các bác. Vâng, và bếp đang chuẩn bị sôi, các bác đợi một xíu. Vâng, cái đổi nguồn nhà shop chỉ có 3000W nên là nó vừa nhảy cái liêu A các bác ạ. Nấu được một lúc là chỉ được một cái bếp thôi. Đó, và cái bếp na này, bếp National nó sôi lên nha các bác. Đó, chúng ta tăng giảm thoải mái luôn. Đang sôi mà chúng ta cho về yếu này. Là nó yếu hẳn luôn, giống như kiểu là để ủ thôi ấy. Khi chúng ta ăn lẩu là dùng cái chế độ này rất là tiện. Thao tác cực kỳ là đơn giản luôn. Bếp thì bên shop thì đều bảo hành 6 tháng và hỗ trợ trọn đời sau bảo hành nha các bác. Tắt này, khực cái luôn. Rồi,
thì bếp ở bên bếp La Ben này thì nó cũng sôi thôi, nó đang nóng nóng sủi sủi lên, các bác nhìn rõ không ạ? Đang sủi tăm lên một tí ở dưới. Bếp thì bảo hành 6 tháng và hỗ trợ trọn đời sau bảo hành. Đồ Nhật Thanh Huyền thì có bán hàng trực tiếp tại địa chỉ số 9 ngõ 114 đường Hậu Ái, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Tuy nói là Hoài Đức nhưng mà nó là đầu của Hoài Đức nha các bác. Cách Nhổn có 4 km thôi, cách sân vận động Mỹ Đình 6,5 km, khá là gần luôn, không hề xa tí nào hết. Và hoan nghênh các bác đến trực tiếp để xem hàng, thử hàng, hoặc có thể là liên lạc qua số điện thoại Zalo 0936811346 hoặc 0901218555. Bác nào mà đang xem video này thấy video hay hữu ích thì xin các bác một cái like nhé, để cho shop có động lực làm video nhiều hơn nữa để chia sẻ với các bác. Và bác nào mà chưa đăng ký thì xin các bác ấn cái chữ đăng ký ở phía dưới, có cái quả chuông bên cạnh thì các bác ấn chọn là chọn tất cả để có thể nhận được tất cả các video từ Đồ Nhật Thanh Huyền. Vâng, và ngoài hai mẫu bếp từ này ra thì Đồ Nhật Thanh Huyền còn bán rất nhiều mẫu bếp từ khác nữa, đa dạng các mẫu mã, đa dạng các hãng. Rất hoan nghênh các bác liên lạc với shop qua Zalo. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Đồ Nhật Thanh Huyền.